Sáng nay ngày 8 tháng 4, với tỷ lệ tán thành đạt 94,79% tổng số đại biểu, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành và nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa chính thức trở thành Phó Thủ tướng. Các Bộ trưởng thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu Allen. Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Với việc kiện toàn một số lãnh đạo của Quốc hội khóa 14 là Chủ tịch Quốc hội, 3 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên Thường vụ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện có 17 thành viên, người trẻ nhất 49 tuổi và người cao tuổi nhất 67. Trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và 12 Ủy viên Trung ương Đảng. Về trình độ chuyên môn, lãnh đạo Quốc hội hiện có 1 giáo sư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, 1 phó giáo sư, ông Nguyễn Đắc Vinh, 4 người là tiến sĩ, 6 thạc sĩ, 1 kỹ sư và 4 cử nhân. Tuổi trung bình của 9 lãnh đạo vừa được bầu là 56,2. Tính chung tuổi trung bình của 17 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 58,23. Từ 49 đến 60 tuổi có 13 người, 4 vị trên 60 tuổi. Ông Nguyễn Đắc Vinh, 49 tuổi, trở thành người trẻ nhất trong thường vụ. Người cao tuổi nhất hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tị, 67 tuổi. Sáng ngày 8 tháng 4, Hội đồng Nhân dân quận 11 tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân quận khóa 10, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 Trương Quốc Lâm. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân quận 11 đã có nhiều đổi mới, phát huy được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương. Hội đồng Nhân dân quận 11 đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, đã xem xét quyết định nhiều chủ trương, biện pháp trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân quận 11 đã tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri, đã tiếp nhận hơn 615 ý kiến cử tri. Đa số ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời bằng văn bản. Có 615 ý kiến kiến nghị được giải quyết và trả lời, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân quận 11 đã tiếp công dân 230 buổi. Sáng ngày 8 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã hoàn tất quá trình khám xét, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà, sinh năm 1974, và Đặng Thị Tuyết Lan, sinh năm 1966, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu, để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, do Lê Thái Thiện, Thiện Soi, sinh năm 1965, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, và Lê Thái Phong, sinh năm 2000, con trai Thiện, thực hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ xác định trong 2 năm 2018-2019, Trà và Lan đã cho cha con Lê Thái Thiện vay nặng lãi hàng chục tỷ đồng, với lãi suất 2.000 đến 3.000 đồng 1 triệu đồng một ngày. Bước đầu, cơ quan công an cũng làm rõ Thiện đã trả cho Trà và Lan hơn 106 triệu đồng tiền lãi. Theo một cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ, việc cho vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất 2.000 đến 3.000 đồng 1 triệu đồng một ngày, nhưng chỉ thu về hơn 106 triệu đồng là định lượng ban đầu đã được làm rõ và vụ việc sẽ còn tiếp tục được điều tra thêm. Sáng ngày 8 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử ông trùm xăng giả Trịnh Sướng, 55 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng, cùng 38 đồng bọn về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong vụ án này, có 39 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả. Trong đó, bị cáo thu lợi bất chính nhiều nhất là Trịnh Sướng với số tiền hơn 102 tỷ đồng. Bị cáo thu lợi ít nhất là bị cáo Lê Văn Hùng với số tiền hơn 27 triệu đồng. Tổng số xăng giả được phát hiện trong vụ án trên là 3,5 triệu lít.
theo ông Lương Đức Dương, chủ tọa phiên tòa, dự kiến phiên xét xử đến hết tháng 4 năm 2021. Sáng ngày 8 tháng 4, đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho hay, đơn vị đang phối hợp với công an quận Bắc Từ Liêm điều tra vụ tai nạn giao thông do xe buýt tông một người đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 10 sáng cùng ngày tại đường Phạm Văn Đồng, trước cổng khu đô thị Shibuya. Vào thời điểm trên, xe buýt mang biển kiểm soát 29B14555 của hãng xe buýt Thăng Long Hà Nội đã tông vào một người bộ hành trên đường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân là anh Lương Xuân B, sinh năm 1990, hộ khẩu tại xã Kim Trung, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tài xế điều khiển xe buýt gây tai nạn được xác định là Phạm Văn Tường, sinh năm 1973, ở huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. The Wall Street Journal đưa tin, các tổ chức doanh nghiệp nhỏ đã hình thành một liên minh mang tên Small Business Rising nhằm kêu gọi nhà chức trách Mỹ siết chặt các chế tài ngăn chặn các hành vi độc quyền của những hãng công nghệ lớn. Liên minh trên bao gồm Hiệp hội những người bán sách Mỹ, Hiệp hội bán lẻ quốc gia và một số tổ chức doanh nghiệp địa phương tại Mỹ. Liên minh này đã hoan nghênh kết luận trong báo cáo mới đây của Quốc hội Mỹ, trong đó kêu gọi lực lượng thực thi pháp luật tăng cường hoạt động chống độc quyền và sớm ban hành dự luật về giải thể các công ty công nghệ có hành vi độc quyền. VFF vừa thông báo kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã được điều chỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cầu thủ tham gia thi đấu tại LS V-League 2021 và giải hạng nhất quốc gia LS 2021. Cụ thể, 45 cầu thủ trong danh sách sơ bộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong ngày 19 tháng 4 và ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thay vì chia thành 4 đợt lần lượt vào ngày 8 tháng 4, 9 tháng 4, 13 tháng 4 và 17 tháng 4 như kế hoạch ban đầu. Lịch tiêm được điều chỉnh, được đánh giá phù hợp hơn đối với lịch thi đấu của các cầu thủ bởi cả hai giải đấu LS V-League và giải hạng nhất LS 2021 đều sẽ tạm dừng sau lượt trận ngày 18 tháng 4 để các đội chuẩn bị cho vòng loại cúp quốc gia 2021 khởi tranh vào ngày 23 tháng 4 năm 2021.